sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn gạch chéo Việt Rách Official Store. Chào mừng các bạn đến với phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi của bộ sách ngữ văn lớp 9, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ở bài hôm trước, cô đã hướng dẫn chúng ta trả lời các câu hỏi liên quan đến phần thực hành tiếng Việt, một số biện pháp tu từ chơi chữ. Và trong bài hôm nay, chúng ta vẫn tiếp tục thực hành nội dung thực hành tiếng Việt, nhưng chúng ta sẽ chuyển sang một nội dung khác, đó là tìm hiểu về biện pháp tu từ điệp thanh và biện pháp tu từ điệp vần. Trước tiên, chúng ta cùng quan sát yêu cầu câu hỏi số 1 ở trang 47 như sau. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ điệp thanh trong các trường hợp dưới đây. A. Khóc anh không nước mắt, mà lòng đau như cắt, gọi anh trở thành lời mà hàm răng dính chặt. Hoàng Lộc trong bài Viếng Bạn. B. Ô hay buồn vương cây ngô đồng, vàng rơi thu mênh mông, trong bài Tỳ Bà của Bích Khê. C. Dốc lên khúc khỉu, dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây xuống người trời, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông, mưa xa khơi, trong bài Tây Tiến của Quang Dũng. Chúng ta chú ý ở đây trong bài tập 1 thì có tất cả là 3 câu hỏi chúng ta cần giải quyết. Yêu cầu cụ thể là đầu tiên chúng ta phải chỉ ra được biện pháp tu từ điệp thanh, sau đó là chúng ta cần nêu được tác dụng của biện pháp ấy. Về lý thuyết thì các em đã được học rồi. Chúng ta có thể thấy là điệp thanh có thể được tạo nên bằng cách là sử dụng lặp lại một loạt âm tiết có cùng thanh điệu, thanh bằng hoặc là thanh chắc. Và từ đó chúng ta có thể thấy là điệp thanh cũng có thể được tạo nên bằng cách là sử dụng lặp lại thanh điệu theo từng nhóm âm tiết nữa. Và vị trí xuất hiện của nó thì sẽ là ở vị trí các âm tiết gieo vần. Hãy tham khảo cho cô phần hướng dẫn trả lời đầu tiên như sau. Câu A. Biện pháp tu từ điệp thanh thể hiện qua những tính từ sử dụng thanh bằng, qua động từ sử dụng thanh chắc như là khóc, thắt, gọi, dính. Từ đó tác dụng của biện pháp này đó chính là đã tập trung miêu tả hành động, làm những hành động trở nên mạnh mẽ, mang sắc thái nặng nề và đau buồn. Đồng thời nó còn tạo nhịp điệu, sự hài hòa cho khổ thơ. Còn đối với câu B thì biện pháp tu từ điệp thanh được thể hiện qua cả bài thơ sử dụng hầu sử dụng hết đó là thanh bằng. Tác dụng đó là tạo được cảm xúc êm ái, nhẹ nhàng và cũng thể hiện được cái nỗi buồn, tạo nên một cái giọng điệu buồn cho bài thơ. Đồng thời, với việc sử dụng cả thanh bằng như thế này thì nó còn tạo được tính nhạc và sự hài hòa giữa các âm tiết. Trong câu C này, chúng ta sẽ thấy là biện pháp tu từ điệp thanh được thể hiện qua cách lặp lại thanh điệu ở từng nhóm âm tiết. Câu thơ thứ nhất là chắc, bằng, chắc. Câu thơ thứ hai thì chúng ta thấy là nó hoàn toàn bình thường. Nhưng câu thơ thứ ba thì lại tiếp tục lặp lại ở đây là bằng, chắc, bằng. Và tác dụng của cách sử dụng biện pháp tu từ điệp thanh ở đây đó là tạo được giọng điệu dồn dập, hào hùng. Nó còn nhấn mạnh được sự hùng vĩ, nguy hiểm của rừng núi, để thấy được cái sự khó khăn, thách thức của những người lính khi mà tham gia chiến trận, tham gia hành quân qua cái cung đường này. Chuyển sang yêu cầu bài tập số 2 ở trang 48. Trong bài thơ Tiếng đàn mưa, biện pháp tu từ điệp thanh được Bích Khê sử dụng rất đặc biệt. Điệp thanh theo từng nhóm âm tiết trong cùng một câu thơ. Hãy làm rõ tác dụng của biện pháp tu từ này trong bài thơ. Để có thể làm rõ được thì chúng ta cần bước đầu tiên là chúng ta hãy đọc kỹ lại bài thơ. Sau đó chúng ta cần chỉ ra được biện pháp tu từ điệp thanh. Và sau đó thì chúng ta sẽ nêu được tác dụng của nó trong bài thơ này. Cô gợi ý cụ thể như sau. Trong bài thơ Tiếng đàn mưa, biện pháp tu từ điệp thanh được Bích Khê sử dụng đó là điệp thanh theo từng nhóm âm tiết trong cùng một câu thơ. Cụ thể, trong các câu thơ 1, 2, 5, 9, 13 có thứ tự thanh điệu là bằng, bằng, chắc. Câu thứ 10 thì có thứ tự thanh điệu là chắc, bằng, bằng. Các em hãy chú ý quan sát vào những câu thơ đó để có thể thấy được cái điều này. Từ đó thì tác dụng của biện pháp trong câu đó là tạo cho người đọc cảm giác về sự xuất hiện đều đặn, tuần hoàn, nhịp nhàng của các sự vật trong mưa. Nó còn giúp cho tác giả nhấn mạnh vào cảm xúc được truyền tải qua bài thơ, đó là cảm giác nhớ nhung, bồi hồi, chán nản. Và đồng thời nó còn góp phần tạo nên tính nhạc, dồn dập, hài hòa. Cùng cô giải quyết tiếp câu hỏi số 3 trang 48. Chỉ ra và cho biết tác dụng của biện pháp tu từ điệp vần trong đoạn thơ dưới đây. Rơi hoa hết, mưa còn rả rích, càng mưa rơi càng tích bóng dương.
Bóng dương với khách tha hương, mưa trong ý khách, muôn hàng lệ rơi, trích trong bài Tiếng đàn mưa của Bích Khê. Chúng ta hãy chú ý cho cô đối với điệp thanh. Thì chúng ta đã nêu ra lý thuyết ở đây là tạo nên bằng cách sử dụng lặp lại một loạt âm tiết có cùng thanh điệu. Còn đối với điệp vần trong thơ thì có thể xuất hiện ở vị trí là các âm tiết gieo vần, âm tiết cuối cùng của câu thơ hoặc âm tiết nằm ở khoảng giữa câu thơ để góp phần tạo tính liên kết, tính nhạc cho câu thơ. Điệp vần nó còn có thể xuất hiện ở những vị trí âm tiết không đóng vai trò gieo vần, tạo ra được cái sự trùng điệp về âm hưởng, tăng nhạc tính để truyền tải cảm xúc của nhân vật trữ tình. Ở trong ví dụ này chúng ta có thể thấy là biện pháp tu từ điệp vần được thể hiện qua điệp vần ương và vần ích. Tác dụng đó là tăng nhạc tính, tạo sự trùng điệp về âm hưởng buồn bã, nhớ nhung. Nó còn nhấn mạnh ấn tượng về khung cảnh mưa, chiều cô đơn, đồng thời truyền tải cảm xúc đau khổ, sầu não của người khách tha hương. Nó còn tạo được tính liên kết và sự nhịp nhàng, hài hòa trong bài thơ. Như vậy, ở trong phần nội dung thực hành tiếng Việt này, chúng ta cũng chỉ có hai bài tập cần giải quyết thôi. Cô hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm thêm những bài tập ở các nguồn tư liệu khác để chúng ta thực hành thêm kỹ năng thực hành tiếng Việt. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi phần hướng dẫn vừa rồi. Hẹn gặp lại các em trong những phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.